Đợt tuyển dụng khốc liệt nhất từ trước đến nay sắp bắt đầu. Hoan nghênh các bạn đến với đợt tuyển dụng thử thách nhất trong cuộc đời. 12 ứng viên tiềm năng từ nhiều quốc gia trên khắp châu Á sẽ đối đầu để giành lấy công việc trong mơ của mình. Tôi muốn vị trí đó và tôi tin mình xứng đáng. Ai sẽ có đủ năng lực cần thiết để vươn lên trở thành người giỏi nhất? Với lý do đó, bạn bị sa thải. Đón xem chương trình The Apprentice Asia bắt đầu phát sóng lúc 21:30 vào Chủ nhật ngày 23 tháng 6 trên kênh truyền hình Let's Việt.